Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình là Red Hot Dan đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cách nào để vô được Minecraft bao lâu nè. Thì cách nào để mình vô được server này thì mình vừa vô đây. Đây, chào mừng Red Hot Dan đã đến với server đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ mình phải đăng ký vừa vô á, thì mình phải đăng ký nha. Còn bạn nào đăng ký rồi á, thì các bạn không cần đăng ký nữa đâu. Các bạn nhấn vào cái đường này nè, sẹt register nè, mấy bạn nhắn 123 123 hoặc là password của mấy bạn, bất cứ cái gì mấy bạn có thể nhắn. Mấy bạn kiểu như password của bạn 000 đi ha, cái mấy bạn nhắn lại 000 lần nữa nha. Đó, mình đã đang hướng dẫn mấy bạn đăng ký nè, bạn nhắn vô đây, sau đó mấy bạn sẽ login với password là 000 đó. Thì khi đó mấy bạn sẽ login được thôi. Còn bây giờ thì mình đã đăng ký một cái tài khoản rồi thì mình sẽ nhắn login cái password hồi nãy của mình đó. Password hồi nãy của mình là gì nè, đó thấy không? Đó, thấy chưa? Thì mình đã đăng ký được rồi mấy bạn hãy vào server bằng cách này nha. Bye bye mấy bạn, bye bye.